Dung béo ở nhà đi.
hai đứa dính mẹ đi điên à? Nó đang nhắn đi mẹ rồi. Còn bà chắc bà Phương với bà nhắn tin nó. Dịch nó đi điên à?
Dương kia mới bị mà bỏ uống mà nó đứng hẳn đây đi đi đứng rồi. Con cho uống thuốc giảm sủi á. Thank you.
chưa? Đi đi. Chuẩn bị nhá. Lên trước nhà anh. Ừ, anh ở chợ mà. Anh ở ngay chỗ quán thì phải.
Wow. Wow, thật quá xấu luôn.